Dạ vâng, em xin chào buổi sáng ạ. Em xin chào anh Tuấn. Hôm nay là lễ 1 tháng 5 quốc tế lao động. Thì thể theo yêu cầu anh có nhắn tin trên Messenger là anh hỏi em mấy cây bông trang lá trung. Thì tiện thể em ra vườn, em thăm vườn và làm cỏ. Thì em quay trực tiếp cái video để gửi đến anh để anh xem tham khảo ạ. Thì đây là màu hồng cánh sen. Dạ đây là cái mặt hoa. Còn đây là cây màu trắng nha, màu trắng tinh khiết luôn. Dạ cây màu trắng, cây màu hồng cánh sen. Dạ còn đây là màu trắng. Cây non rất là đẹp. Bên cạnh đó thì em cũng có cây lá nhỏ nữa nè. Lá nhỏ. Màu trắng em cũng có lá nhỏ luôn nha anh. Dạ lá nhỏ đây ạ. À. Lá nhỏ, bông nhỏ. Bên đây lá trung thì bông lớn ạ. À. Rồi anh xem tham khảo giúp em rồi có gì phản hồi lại giúp em nha anh. Rồi em chốt đơn và em gửi cho anh ạ. À.